Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là thời lượng chuyên mục thanh niên của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Thưa quý vị và các bạn, hưởng ứng phong trào thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, thời gian qua, tuổi trẻ Cao Bằng đã tích cực hưởng ứng thi đua phát triển sản xuất kinh doanh trên nhiều lĩnh vực. Qua phong trào đã xuất hiện nhiều gương điển hình. Tại xã Canh Tân, huyện Thạch An, có anh Nguyễn Sơn Hà là thanh niên đi đầu trong mô hình trồng rau sạch. Dù mô hình mới được triển khai 2 năm, chỉ đủ cung ứng cho các nhà hàng và trường học trên địa bàn xã, nhưng đã mở ra hướng phát triển kinh tế bền vững cho đoàn viên thanh niên và bà con nơi đây. Tại vì ngày xưa tôi thấy là gia đình mình, bố mẹ, các thứ canh tác, ngô, lúa, các thứ quanh năm thì cũng không khá hơn là mấy. Bản thân cũng muốn thay đổi cái phương thức canh tác, là thay đổi cái cây trồng để xem nó có hiệu quả kinh tế hơn ban đầu không. Cũng một phần là cũng xuất phát từ cái mong muốn là có một cái sản phẩm gì đấy của riêng mình để mọi người biết đến, như là rau sạch rồi là rau củ quả mình tự làm ra, những cái sản phẩm mà mình đảm bảo chất lượng cho mọi người. Đó là những chia sẻ của anh Nguyễn Sơn Hà về lý do khiến anh mạnh dạn thay đổi cây trồng, xây dựng nên một mô hình rau sạch nổi tiếng ở xã Canh Tân. Anh Nguyễn Sơn Hà, cử nhân của Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên, anh cũng có 2 năm thực tập và tốt nghiệp tại đất nước Israel. Những năm tháng ấy đã gieo cho anh niềm đam mê trồng trọt, để rồi anh ấp ủ ước mơ xây dựng một nông trại của riêng mình. Khi trở về nước, việc đầu tiên anh làm đó là thuyết phục gia đình chuyển từ trồng lúa sang trồng rau. Rất may mắn, mong muốn của anh được bố mẹ ủng hộ. Đầu năm 2022, anh bắt đầu trồng rau. Anh chọn những loại rau theo mùa được người dân ưa chuộng để trồng, như cải bắp, cải thảo và cải canh. Tuy nhiên, do thời gian đầu chưa có kinh nghiệm nên đã gặp không ít khó khăn. Nhưng với sự cần cù, chịu khó, ham học hỏi, anh đã vượt qua. Khó khăn thì thứ nhất là cái lúc vừa làm thì tất cả mọi thứ từ vật liệu, từ giống má rồi từ cách thức trồng thì mình cũng phải tự tìm hiểu hết, cũng có rất ít nguồn thông tin để mình tham khảo trực tiếp, chủ yếu là mình cũng lọ mọ ở trên mạng internet và các thứ. Và dần dần thì trong quá trình làm thì cũng vướng đâu thì gần như là cũng có người hỗ trợ mình. Bây giờ nói là ổn định thì cũng không hẳn là ổn định, nhưng mà cũng tương đối để mà mình tự kiểm soát được từ cái khâu chuẩn bị là trồng trọt các thứ. Cũng là một người tiêu dùng nên anh hiểu tâm lý của khách hàng hiện nay, đó là hướng đến thực phẩm an toàn cho sức khỏe. Thế nên anh đã xây dựng mô hình trồng rau sạch. Do đó, mọi quy trình trồng và chăm sóc đều tuân thủ theo nguyên tắc thuận tự nhiên, không sử dụng thuốc kích thích và phân bón hóa học. Thì thứ nhất là trong quá trình sản xuất thì bọn tôi tuân thủ nhất là về cái thứ nhất là chuẩn bị đất, và trong cái quá trình mình trồng cây mình hạn chế sử dụng các chất phân bón hóa học và thuốc trừ sâu. Để mà giảm được cái phân bón hóa học thì mình, của tôi ở đây như anh chị thấy trên kia thì tôi dùng phân hữu cơ, phân các loại phân vi sinh, phân chuồng, ủ mục. Còn trong quá trình mà trước khi thu hoạch độ 10 đến 15 ngày thì chúng tôi hoàn toàn là dừng sử dụng 100% là thuốc trừ sâu và thuốc bảo vệ thực vật. Để mà trong quá trình thu hoạch thì mình không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật nữa thì chỉ còn cách là mình sử dụng tay thôi, bắt sâu vào sáng sớm và chiều tối để ý nó nhiều hơn. Một ngày thì xác định là phải ra vườn buổi sáng sớm hoặc là chiều tối để mà bắt sâu bằng tay thủ công. Trong vườn rau của anh còn trồng thêm cây dưa chuột. Sau nhiều vụ trồng,
anh nhận thấy rằng cây dưa là cây dễ trồng, rất phù hợp với khí hậu và chất đất. Hiện anh đang trồng hơn 300 mét vuông dưa chuột, mỗi ngày anh thu hái từ 20 đến 30 kg quả. Với giá bán trung bình 15.000 đồng 1 kg đã cho gia đình anh có thêm thu nhập. Trong vườn của anh có rất nhiều loại rau và trồng thành nhiều đợt nối tiếp nhau, đảm bảo mùa nào cũng có rau để phục vụ người dân tại địa phương. Do sản xuất theo hướng rau sạch nên được chính bà con nhân dân trong xã tin tưởng mua. Hiện sản phẩm rau xanh của anh được các nhà hàng, trường học trên địa bàn đặt mua. Tôi thường xuyên qua lại đi đón cháu thì tôi cũng mua rau sạch ở đây thì là cảm thấy là bảo đảm sức khỏe cho mọi người. Rau rất là tươi, đẹp, tươi ngon. Mô hình trồng rau của anh Nguyễn Sơn Hà trong thử nghiệm nên diện tích vẫn chưa mở rộng, chỉ khoảng hơn 1.000 mét vuông. Hiện nay, anh đang nghiên cứu trồng thêm nhiều loại rau có giá trị kinh tế khác. Để đảm bảo cho việc tưới tiêu thuận tiện hơn, anh Hà đã lắp đặt hệ thống tưới nước tự động nhỏ giọt. Anh đang mong muốn sẽ xây dựng một khu nhà màng để có thể trồng rau quanh năm mà không lo đến tác động của thời tiết, sâu bọ. Trong tương lai, anh mong muốn đưa sản phẩm rau sạch đến với thị trường xa hơn, trở thành thương hiệu được nhiều người biết đến, có chỗ đứng trên thị trường. Vâng, thì trong tương lai thì tôi cũng muốn là cái mô hình của mình được phát triển mạnh hơn. Có thể là làm một vài khu nhà lưới để thuận tiện cho quá trình canh tác, là hướng đến là những cái sản phẩm đạt những cái chứng nhận như là OCOP, Việt Gáp, để mà tạo dựng cái thương hiệu cho bản thân, cho quê hương, cũng như là góp sức trẻ của mình vào quá trình phát triển quê hương đất nước. Người dân trong vùng truyền tai nhau về mô hình rau sạch của anh Hà. Có nhiều người đã tìm đến tận nhà anh để tham quan, học hỏi kinh nghiệm. Đối với mô hình rau sạch của đồng chí Nguyễn Sơn Hà, thuộc đoàn viên chi đoàn xóm Tân Thành, xã Canh Tân, thì đồng chí cũng tham gia học tập tại trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên và được đi du học tại nước Israel. Cũng sau khi trở về địa phương thì đồng chí, bản thân đồng chí cũng cần cù chịu khó, dám nghĩ dám làm và học tập và triển khai và thực hiện cái mô hình trồng rau sạch tại hộ gia đình và tận dụng cái nguồn đất nông nghiệp của hộ gia đình để phát triển và dân rộng cái mô hình rau sạch để phục vụ cho gia đình và địa phương. Thì mô hình của đồng chí là được thực hiện và triển khai từ tháng 1 năm 2023 đến tháng 8 năm 2023 là được bắt đầu là thu hoạch và bán và tại hộ gia đình và các quán ăn trên địa bàn xã và các phiên chợ trong xã. Và qua cái mô hình này thì bên đoàn thanh niên xã cũng mong rằng các lãnh đạo của đảng ủy, lãnh đạo địa phương thì cũng tiếp tục quan tâm để hỗ trợ và tìm đầu ra cho sản phẩm cho đồng chí Nguyễn Sơn Hà. Và thứ hai nữa là mong rằng đồng chí trong thời gian tới sẽ tiếp tục quan tâm và nhân rộng cái mô hình để trồng rau củ quả để đạt cái tiêu chuẩn gọi là cái mô hình nguồn rau sạch để địa phương, để hoạt động cho các rau bán cho các khách hàng cũng như các nhà hàng trên địa bàn của xã và có cái nguồn là cái thương hiệu rau sạch cho địa phương. Với quyết tâm thực hiện ước mơ của mình, anh Nguyễn Sơn Hà đã thành công trong bước đầu của khởi nghiệp. Dù mô hình chỉ còn đang ở mức quy mô nhỏ, phục vụ thị trường trong xã, nhưng đã mở ra hướng đi mới cho đoàn viên, thanh niên và bà con Canh Tân. Kết quả lao động được gặt hái ban đầu sẽ là động lực dài để ước mơ xây dựng thương hiệu rau sạch Canh Tân của anh vươn xa hơn.
Chuyên mục thanh niên đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.